Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Đường sắt tăng cường 47 đoàn tàu phục vụ khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ 47 đoạn qua huyện Đông Sơn. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bên cạnh việc chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất là SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 trong các ngày từ 28 tháng 4 đến mùng 4 tháng 5 năm 2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy tăng cường nhiều đoàn tàu khách trên các tuyến. Theo đó, khu vực phía Bắc tổ chức chạy thêm 30 đoàn tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Ở khu vực phía Nam, tổ chức chạy thêm 17 đoàn tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại. Trong những ngày tới, căn cứ vào nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, ngành đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức chạy tàu tăng cường trên các tuyến. Trong dịp lễ, ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5% đến 10% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, học sinh, sinh viên. Mới đây trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông khiến nhiều người không khỏi ngao ngán. Theo đoạn clip ghi lại, dù ô tô đã bấm còi xin nhường đường, thế nhưng người mẹ vẫn cố tình chạy chắn trước đầu xe nhằm không cho ô tô vượt qua. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều phản ứng của cộng đồng mạng về hành vi xem thường tính mạng con mình của người phụ nữ nói trên. Thưa quý vị và các bạn, tuyến quốc lộ 47 qua địa bàn huyện Đông Sơn có chiều dài gần 12 km, đi qua nhiều khu dân cư với khá nhiều đường ngang giao cắt. Đường hẹp, nhiều đoạn ngã ba, ngã tư bị che khuất tầm nhìn, điểm giao cắt không có đèn tín hiệu cảnh báo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nút giao tại km 23 cộng 500 giao giữa đường Nguyễn Mộng Tuân vào khu trung tâm huyện Đông Sơn và quốc lộ 47 được đánh giá là một trong những vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn và va chạm giao thông. Từ đầu năm đến nay, khu vực này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai người bị thương nặng và nhiều vụ va chạm giao thông khác. Kể từ khi mở rộng quy hoạch khu dân cư thì nút giao này không có biển báo, không có gờ giảm tốc để phương tiện trên tuyến chú ý giảm tốc độ, vạch kẻ phân làn đường bị mở không phát huy tác dụng. Tương tự, tại vị trí giao cắt ngã ba quốc lộ 47 với đường Nguyễn Nhữ Soạn, ngay trước cổng trường Trung học phổ thông Đông Sơn, đây là ngã ba cắt chéo nhau theo các góc chữ Y. Đây là điểm được Ban An toàn giao thông huyện Đông Sơn đánh giá là ngã ba giao cắt khá nguy hiểm khi lưu lượng xe lưu thông nhiều. Nguy hiểm nhất là thời gian học sinh tan trường. Còn tại nút giao đại lộ Đông Tây và đường Nguyễn Mộng Tuân, tại đây cũng luôn xảy ra va chạm giao thông do điểm giao cắt ngay đầu cầu. Đường dốc cong che khuất tầm nhìn. Thực tế cho thấy khi quy hoạch đô thị mở rộng thì sẽ có thêm các đường nhánh, các điểm giao cắt, song lại thiếu hệ thống biển cảnh báo, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc. Nhiều người khi đi từ đường nhánh ra đường chính không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khiến cho các điểm giao cắt trở thành khu vực xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Xe lưu thông trên đường quốc lộ thì phóng với tốc độ rất là nhanh nên là trường hợp tai nạn xảy ra rất dễ là có những cái tai nạn mà thậm chí là cũng có một số vụ đã xảy ra rồi ở trên cái ngã tư ngay đầu dưới đây này. Đấy, thế thì mong là coi như là bên cơ quan chức năng có cái giải pháp rồi lắp thêm các cái hệ thống đèn báo hiệu vào để cho nó đảm bảo an toàn hơn. Có những cái điểm đen mà đến thời điểm này chúng tôi thì mặc dù là cũng rất cố gắng nhưng mà cũng chưa xử lý nó dứt điểm được. Dẫn đến cái việc là vẫn xảy ra những vụ tai nạn thương tâm và gây ra chết người. Trong thời gian tới thì thường trực Ủy ban dân huyện, Ban An toàn giao thông huyện cũng đã có các kế hoạch làm sao để cho cái lượng phương tiện qua lại thuận lợi nhất, cũng như là có những cái chương trình để tuyên truyền để làm sao mà để có một cái năm an toàn giao thông tốt. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng, cần cải tạo và khắc phục những bất cập về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông. Hơn nữa, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để hạn chế va chạm và tai nạn giao thông xảy ra. Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.